Các tường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ Ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, các tường mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. ngờ, McConnell bất ngờ dẫn đầu các thượng nghị sĩ Cộng hòa mở phiên tòa luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mazzucat. Kế hoạch đưa Michelle Obama thay thế Joe Biden trở thành ứng viên đảng Dân Chủ ngày càng lộ rõ. Ngũ giác đài cảnh báo đụng độ trực tiếp Nga-NATO, Moscow phản ứng. Trung Quốc gia tăng kìm kẹp Đài Loan, nhưng tránh xung đột trực tiếp. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang ủng hộ việc tổ chức phiên tòa xét xử bộ trưởng an ninh nội địa Alexandro Mazokat, người đã bị hạ viện luận tội trước đó vì đã gây ra tình trạng tồi tệ khủng khiếp tại biên giới. Danh sách ủng hộ luận tội Alexandro Mazokat của các thượng nghị sĩ Cộng hòa ngày càng tăng lên. Tuần trước, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa do thượng nghị sĩ Marlies dẫn đầu đã kêu gọi lãnh đạo phe thiểu số Mick McConnell yêu cầu mở một phiên tòa tại Thượng viện thông điệp luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa được chuyển tải trong một lá thư có chữ ký của Ted Cruz, Eric Smith, Rick Scott, John Johnson cùng 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa khác. Thật bất ngờ là cả lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện McConnell cũng đã ký vào bức thư kêu gọi luận tội Muscat này. McConnell, người vừa tuyên bố nghỉ hưu nói trong một cuộc họp báo, vấn đề đó sẽ được đưa ra trước Thượng viện Hoa Kỳ. Tôi tin rằng Thượng viện cần tổ chức một phiên tòa. Các thượng nghị sĩ Katie Pritz, Sally Capital và Steve Dance cũng đã nói với Fox Digital rằng họ ủng hộ một phiên tòa luận tội. Pritz nói thượng viện nên thực hiện trách nhiệm theo hiến pháp của mình và tổ chức một phiên tòa thích hợp trước sự chứng kiến đầy đủ của công chúng. Thượng nghị sĩ Sean Cunning nhắc lại niềm tin của mình rằng các đồng nghiệp ở Hạ viện của ông đã đúng khi luận tội Mazokat và ông còn đi xa hơn khi nói Mazokat nên bị luận tội vì ông ta đã tuyên thệ khi nói rằng biên giới được an toàn. Cho đến nay, số thượng nghị sĩ đã ký vào bản luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alessandro Mazokat đã đạt con số 35 người, nhưng bất chấp sự ủng hộ ngày càng tăng của đảng Cộng Hòa đối với phiên tòa, bất kỳ nỗ lực nào như vậy dự kiến sẽ thất bại vì nó sẽ cần 2 phần 3 đa số thượng viện để kết tội và loại bỏ Mazzucat khỏi chức vụ của ông ta. Như vậy, dù tất cả thượng nghị sĩ Cộng Hòa có bỏ phiếu đồng ý thì cũng không thể luận tội Bộ trưởng An ninh nội địa Alessandro Mazzucat vì ông không có đủ số phiếu cần thiết. Dù vậy, nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng vì ít nhất cho thấy đảng Cộng hòa bắt đầu có những dấu hiệu đoàn kết hơn. Đây là tiền đề rất tốt trước khi Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc năm 2024 này. Kế hoạch đưa Michelle Obama thay thế Joe Biden trở thành ứng viên đảng Dân Chủ ngày càng lộ rõ. Thưa quý vị, nội bộ đảng Dân Chủ thực tế đã lục đột nghiêm trọng. Chiếc ghế mà Joe Biden ngồi đang bị lung lay bởi thế lực ngầm đứng sau đang rất bất an đối với ông ta. Giờ đây trong đảng Dân Chủ đã chia thành hai phe rõ rệt. Một bên vẫn chọn Joe Biden làm đại diện, còn bên kia đang muốn thay thế ông ta. Phe cánh của Obama dường như họ đã bắt đầu hành động. Lợi dụng vào việc tòa bài đốc hôm cuối tháng 2 vừa rồi công bố kết quả kiểm tra sức khỏe của Joe Biden, nhưng lại không kiểm tra nhận thức của ông ta. Cùng lúc đảng Cộng Hòa và cử tri Mỹ đang đặt ra câu hỏi vì sao, thì phe Obama đã bắt đầu tung chiêu hồng mở đường đưa Michelle Obama vào đường đua cách nhẹ nhàng nhất. Cụ thể, Jim Messina, người quản lý chiến dịch tái tranh cử thành công năm 2012 của cựu Tổng thống Barack Obama đã nói rằng, các cử tri bước vào thông điệp liên bang vào tuần tới, muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào về độ tuổi mà họ có thể có hoặc không có về Tổng thống Joe Biden. Một mặt Messina khuyến khích Joe Biden khi nói, điều có thể sẽ là một nền tảng nổi bật nhất của Biden để tiếp cận cử tri và chia sẻ tầm nhìn về tương lai trước cuộc bầu cử khi ông đọc bài phát biểu thông điệp liên bang. Mặt khác, họ đang muốn tự Joe Biden sẽ khiến cho dân chúng thấy rõ tình trạng nhận thức yếu kém của Biden hiện tại. Nếu thành công, họ sẽ có cơ hội dễ dàng để đề cử Michelle Obama vào thế chỗ. Messina nói với tờ báo rằng Biden phải hoàn thành hai điều, cho cử tri này thấy rằng ông ấy đang làm công việc của mình, chủ đề liên quan đến tuổi tác và thể hiện kế hoạch cải thiện cuộc sống của họ. Ông nói thêm, họ muốn biết ông ấy sẽ làm gì để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn và đây là một định dạng mà bạn có thể thực sự mở rộng về vấn đề đó và thực sự đi sâu vào. Nhưng bài phát biểu sẽ đi kèm với rủi ro vì mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Biden, người đã thể hiện kém cỏi trong cuộc họp báo vào tháng 2 sau khi công bố báo cáo đáng chỉ trách của công tố viên đặc biệt Joe Bitter trong vụ tài liệu mật của Biden các phóng viên đã hỏi ông về tuổi tác và khả năng trí tuệ của ông vài giờ sau khi báo cáo được công bố, trong đó mô tả trí nhớ của ông hạn chế đáng kể. Trong một trường hợp, ông ta đã mắng mỏ một phóng viên nêu lên mối lo ngại về tuổi tác của ông ta. Trong một khoảnh khắc khác, trước khi bắt đầu trả lời các câu hỏi, ông ta được cho là đã khai mang rằng công tố viên đặc biệt đã thẩm vấn ông ta về thời điểm con trai ông ta là Paul Biden qua đời, đồng thời nhận xét. Sau ông ta dám nêu ra điều đó, một báo cáo tiếp theo của NBC News cho biết, Biden đã tự mình đưa ra thời điểm cái chết của Bao và Hearst, đã không hỏi một câu hỏi như vậy. Ngũ giác đài cảnh báo đụng độ trực tiếp Nga-NATO, Moscow phản ứng. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng NATO có thể xung đột với Nga nếu Ukraine bại trận. Phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Austin cảnh báo quân đội Nga sẽ không dừng lại nếu chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng ta biết rằng nếu Nga chiến thắng ở Ukraine, họ sẽ không dừng lại. Nga sẽ tiếp tục hành động gây hấn hơn nữa trong khu vực, ông Austin nói, đồng thời thúc giục Hạ viện Mỹ nhanh chóng thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la cho Ukraine. Theo ông Austin, các quốc gia vùng Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia dễ bị ảnh hưởng bởi tham vọng của Nga. Ba nước này đều là thành viên NATO. Nếu Nga tấn công một trong ba nước nói trên, điều đó đồng nghĩa với việc Nga tuyên chiến với toàn khối NATO. Nếu là quốc gia ở vùng Baltic, họ thật sự lo lắng về việc họ có thể là quốc gia kế tiếp hay không. Thành thật mà nói, tôi tin rằng nếu Ukraine thất thủ, NATO sẽ rơi vào một cuộc chiến với Nga, ông Atin cảnh báo. Trước đó, Nga đã nhiều lần khẳng định chiến dịch ở Ukraine chỉ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và Nga không có ý định gây hắn với NATO. Hôm ngày 1 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho hay, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho thấy ai là bên gây hấn thực sự. Đây là mối đe dọa trực tiếp với Nga hay là nỗ lực bào chữa cho Tổng thống Ukraine Zelensky? Cả hai trường hợp đều điên rồ. RT dẫn lời bà Zakharova nói về phát biểu của ông Putin. Giờ đây mọi người đã biết bên gây hấn là ai. Đó là Washington. Bà Zakharova bình luận. Trước đó, hôm 29 tháng 2, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo nguy cơ đối đầu hạt nhân giữa Moscow và các đối thủ. Các đối thủ nên nhớ rằng Nga sở hữu vũ khí có thể tấn công mục tiêu trong lãnh thổ của họ và điều này có thể dẫn tới một cuộc xung đột có sử dụng vũ khí hạt nhân, gây nguy cơ hủy diệt nền văn minh. Họ không hiểu điều đó hay sao? Ông Putin nói. Các lực lượng hạt nhân chiến lược đang ở trạng thái hoàn toàn sẵn sàng. Ông Putin nói thêm, quan hệ Nga-NATO gia tăng căng thẳng sau phát biểu hôm 26 tháng 2 của Tổng thống Pháp Macron rằng không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine. Kết quả khảo sát của tờ Le Figaro báo Pháp hôm ngày 1 tháng 3 cho thấy, 68% người Pháp được hỏi nói rằng họ phản đối bình luận của ông Macron về khả năng NATO điều lực lượng tới Ukraine. Cùng ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Pháp Stephen Iser khẳng định Pháp sẽ không gửi quân sang Ukraine. Người Pháp sẽ không chết vì Ukraine, chúng tôi sẽ không gửi quân đến đó, ông Stephen Iser nói trên đài phát biểu France Inter, Pháp. Trung Quốc gia tăng kiềm kẹp Đài Loan nhưng tránh xung đột trực tiếp. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, quân đội Trung Quốc đang gia tăng áp lực căng thẳng lên Đài Loan, đồng thời người phát ngôn của quốc gia này liên tục khẳng định không có đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan và sẽ gia tăng tập trận trong vùng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Đi kèm với đó là những hành động gần đây khiến Đài Bắc lo ngại, ông Tập Cận Bình sẽ siết chặt áp lực và dẫn tới việc động thủ gây xung đột trực tiếp kể từ khi ông lại thanh đức bị bắc kinh coi là kẻ ly khai đắc cử tổng thống đài loan phía trung quốc đã thay đổi chiến thuật không ngừng gây hắn gặm nhấm từng chút gây sức ép kiểu nhỏ giọt bằng cách cho nhiều tàu cá là tay mắt của dân quân biển Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển Đài Loan khiêu khích, sau đó tìm cách đổ lỗi cho phía Đài Loan tấn công họ để cho chính phủ Trung Quốc gia tăng áp lực và tuyên bố không có các vùng cấm hay vùng hạn chế nào, trong khi hai bên vẫn ngầm tuân thủ từ năm 1992 bản đồ phân định được đánh dấu bằng 20 điểm GPS các vùng biển quanh quần đảo Kim Môn với một vùng hạn chế và một vùng cấm. Các cơ quan an ninh Đài Loan cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng tai nạn để tăng cường chiến thuật vùng xám, có nghĩa là liên tục có hành động hung hăng, hăm dọa, nhưng không đi đến chiến tranh trực diện. Trong chuyến thăm Đài Bắc vào tuần trước, dân biểu Mỹ Mike Schleser, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ chuyên trách về Trung Quốc, đánh giá Bắc Kinh dùng chiến thuật lắc cắt để dần dần gia tăng sức ép còn theo một quan chức nước ngoài ẩn danh, khi trả lời Reuters, chiến thuật này nằm trong một mô hình từng bước thay đổi nguyên trạng ở eo biển Đài Loan, thậm chí là nhằm biến thành một kiểu bình thường mới, hạn chế không gian di chuyển của Đài Loan. Người đứng đầu Hội đồng Sự vụ Đại Dương, cơ quan chuyên trách lực lượng hải cảnh Đài Loan, Kuan Biling cho rằng, Trung Quốc đang cố áp dụng phương pháp được triển khai đối với quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, tranh chấp với Nhật Bản, vào vùng biển Hạ Môn, Kim Môn, điều mà chúng tôi Đài Loan không thể chấp nhận được. Căng thẳng sẽ không sớm lắng dịu, hòn đảo mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời sẽ còn tiếp tục chịu áp lực hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi ông Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức Tổng thống Đài Loan ngày 20 tháng 5. Một điều chắc chắn là trong mọi tình huống, Đài Loan luôn tỏ ra kiềm chế cho đến khi cần thiết.